Dạ, công an xã người ta kính chào cô chú anh chị các bạn, mời cô chú bạn luôn con chú quý giữ phôi giấy Mỹ đủ loại để ha. Dạ, cô chú anh xem nghĩ cái nào này sẽ tiếp lên mình giúp kênh cô chú anh bạn. Rồi, vui lên bắt thời gian cô chú anh chị đợi ha. Dạ, chào anh Linh. Dạ, chào, chào cô chú anh chị. Hôm nay em về 9 phôi tứ quý và một phôi bông giấy Mỹ muốn giao lưu cô chú anh chị. Địa chỉ còn là sông Phụng, Long Phú, Sóc Trăng. Số điện thoại còn là 039 49 48 460. Để mất thời gian em vô phôi số 1 ha. Tứ quý. Rồi, tứ quý số 1. Này nó gom hình cái dạ, nó có củ tròn tròn, cái củ to to gấp to. Chi cành à. Ghép đầy đủ luôn, tường. Này mình chơi cây ghép để bàn cũng có duyên. Dễ nó to nó gom hình cũ luôn đó. Mặt con đen gì? Cái này là củ nạc chứ không phải là chấp nôm gì đâu ha. Cái này là nguyên một củ nạc nó bự ra. Củ nạc to. Dạ, cho thông số. Rồi, đo thông số ha. Vị trí này là được 43. Dạ, hoành 43. Tổng chiều cao 42. Đường kính bầu là 37. Có cái lỗ này xưa nhưng mà nó sành này ha, nó không bị mục, em kiểm tra rồi. Giống như người ta chặt á. Rồi nó lên nhiều thân lại, lên nhiều thân. Rồi giá cái số 1. À, giá cái số 1 giao lưu là 2.300.000. Dạ, 2.300.000. Nó bao ship hết ha. Dạ. Chờ gọi nó đổi thôi. Thôi tôi quý số 2. Cây này cũng lùng lực, dốc ngọn. Cái cây này em về hơi trễ ha, em chưa khai thác đế. Thì cô chú có mua thì về khai thác thêm. Tại vì em về trễ quá rồi làm không kịp. Lùng lực luôn mà. Dạ, mấy cái khía nó bắp bự. Rồi em về trễ quá em làm không kịp. Để gốc thì nó mọc nở bự. Hay to không vậy? Mấy cọng rễ này là rễ bự không nè. Mà gom lùng lực. Cọng rễ treo. Chi cành đầy đủ luôn nha. Này ghép là khỏi chê, lùng lực ấn phúc không có chứ. Em mới về luôn. Chờ gọi cho thông số. Vị trí này là 43 ha. Dạ, 43. 43, 42 gì cũng được. 43. Đi đâu xếp trên. Để xếp xuống xếp vào không. Tổng chiều cao là 45. Tới cành 1 là 15. Đường kính bầu là 38. Nói chung là gốc này nở ha cô chú. Cây này chơi nó như búp măng nè. Nở là 45, 46. Dạ. Thì con tính có 42, 40 cũng được nữa, 1, 2 phân cũng không sao. Bằng 42 thôi, đúng chuẩn. Dạ. Không, ví dụ 1, 2 phân cũng không sao. Rồi giáp nữa. Dạ, cây số 2 này em giao lưu là 4.200.000. Dạ, 4.200.000. Cây số 2, dạ gọi phép đối phôi luôn. Phôi số 3 cũng tứ quý luôn ha. Toàn bộ 9 phôi là tứ quý hết. Chỉ có một phôi là giấy Mỹ thôi. Phôi cho sổ đế dài. Chị cành đây có đầy đủ nhiều luôn. Chân dài không? Chân dài. Nôm đều. Khá là đều. Nó có cái kẻ này nó bị khô em đục lại tới thịt sống rồi ha. Nó không có bị hư bị lỗi gì đâu. Còn cành thì cô chú cứ mua thì về cắt lại. Vậy là ok. Chọn cho thông số. Quái, này mà chơi bonsai đẹp.
Ở vị trí này được 30 ha. Dạ, khoảng 30. Độ xổm đế là 232. Tổng chiều cao là 66. Cái củ rễ chỗ này thì được 65. Đường kính bầu được 30. Cái này thấy vậy nó nôm cũng cao. Rồi, giá luôn. Dạ, cái số 3 này em giao lưu là 2 triệu 200 ngàn. 2 triệu 2. Số 3. Rồi, số điện thoại là không? Số điện thoại em là 039 49 48 460. Một số Zalo của em luôn ha. Được, em gửi phô luôn. Tiếp theo số 4. Số 4 cũng tứ quý luôn. Cây này là cây cũ nha, tại đợt trước hai cây mà em bán hết một cây rồi. Còn cây này nó cù lại em tính để chơi, nhưng mà thôi bây giờ em giao lưu lại là giá thu hồi vốn. Lúc trước mua hai cây cũng mắc quá. Cây này dán lắc lửa mua sai. Dạ. Cây này nhựa mạnh nha cô chú. Nó một cặp lẫn mà em bán hết cây rồi. Cây này cây cũ đợt trước. Nhưng mà cây bao khỏe mạnh ha cô chú. Không si không yếu. Để gom củ quá trời luôn. Cái nước này già, cây già dữ. Dạ, cây này hồi nhỏ ta sửa. Nó một cành ngay đây nó không đẹp, em cắt rồi. Em chơi cái phong nó hơi lỡ lỡ, phong chanh hơi cao. Dạ, cho con số này. Nếu mua xài lắc để mình nằm thú. Vị trí này là 21. 21. Cái củ rễ chỗ này thì được 49. Đó, hết cái này thử coi. Hết này thì được 82. Chiều cao. Tổng chiều cao tới cái ngọn này là được 81. Đường kính bầu là 47. Bọn này lắc lượng tại cái này bé chi cành. Thằng nó lắc lượng lâu lớn quá chứ. Dạ. Rồi giá nó. Giá cây số 4 này là 3 triệu 100 ngàn. 3 triệu 100 ngàn. Dạ. Quay nhầm đó. Đế cũ. Tròn ẩm luôn. Vì vừa ngày xưa chơi kiểu này cũng dữ. Lâu đời, lâu năm. Gọi phép đỡ cái luôn. Còn số 5 cũng tứ quý luôn ha cô chú. Thưa. Cây này là hai thân gời nha, không có liền. Cây này cây gời, cây tử nó gời. Tôi biết hai cây. Dạ. Cây con là mẹ. Đế cũng được được cái khác. Dạ. Này mình chơi thật ghép cũng ok. Cây cũng bự cây. Về đợt này thì giá lô thì nó cũng cây cũng nhỏ nhỏ, tầm cũng dễ chơi. Rồi mình cho thông số nữa. Đó hai thân này luôn ha. Hai thân này được 50, tổng hai thân. Tổng hai thân 50. Cây lớn. Rồi. Còn thân mẹ này được 39. 38. 38 hả? 38. Cái thân nhỏ. Thân nhỏ này được 20. Rồi, 21. 21. Tổng chiều cao là 66. Cái này tính không biết tính cái cành 1 tới đâu, tới 30 đi. 30 tới có cành 1. Đất sân cành 1 30. Đế này tổng bầu đế là 124. Kính bầu chiều dài. Tường kính bầu chiều dài là 54. Chỉ cần đây là ghép ok, cũng đều cây mới về. À, cây mới không hoàn toàn ha, không có cây hư, cây cũ gì đâu. Có một cây kia thì nãy nó cây cũ với cây kia người ta chơi rồi. Rồi giá. Dạ, cây số 5 này em giao lưu là 3 triệu 400 ngàn.
3,4 triệu, phôi tư quý. Giờ gọt thép nó khô. Theo phôi số 6 thôi. Số 6 này cũng tư quý. Để gãy to ra lực ha. Bung ra xè ra. Gãy bắp bắp vừa bự không. Làm cái cây đế nó lực bự. Bên trong có gãy, gãy cũng có nhóc nha. Cái này nó thẳng xíu. Cái ngọn này nhỏ. Nó tược đầy đủ luôn. Cây này nó hơi lực lực, hơi quái quái. Hơi đẹp đẹp thôi chứ. Trong rễ thì cũng bự bự không à. Quá to luôn. Bắp bắp không. Này ghép là khỏi chê, chỉ cạnh nó tàn xè luôn. Nó sổ cũng hơi dài thôi chứ. Dạ, giá đông số luôn. Hơi lực lực ha. Đâu vị trí này được 40. Dạ, quanh 40. 40 hơn, trời mua thôi. Sổ nôm được 31. Tổng chiều cao là 60. Củ rễ chỗ này đi ha. Được 137. Một cái lò đế là đặt ha, 137. Rễ thì nó bự không? Bắp bắp không. Có mười mấy không? 15, 16 lên quanh con rễ. To không? To cũng đều, 6 đều. Trời giá, cây mới về luôn. Dạ, cây số 6. Số 6 này em giao luôn là 5 triệu 500 ngàn. 5 triệu rưỡi thôi chứ. Cây số 6 phôi tứ quý. Dạ, thép đổi phôi. Tiếp theo phôi số 7. Phôi số 7 này là tứ quý ha. Cây này là có chơi thần dậu rồi. Cũng mấy năm rồi. Thì em rút lại về giao lưu lại. Em có xử lý cái thẹo này là hết cái lỗi mục rồi. Cái này là toàn là thịt sống không đó. Em bao cô chú cái này ha. Nếu mà cô chú có mua em bao sống 3 tháng. Tại vì cây này thì nó thần chậu mà lúc em mua em cũng quên cắt cái lá của nó lúc mà nó sinh trưởng đó. Thì nó xanh tốt mạnh lắm, cô chú cứ yên tâm. Cô chú nào có mua cái này cũng bao cô chú 3 tháng. Bao sống. Rễ nó dưới này nhiều lắm, rễ cám nó cũng mấy năm rồi. Rễ cuồn cuộn rồi. Dạ. Ở trên đó về em làm không kịp á, cũng để cái thẹo nó vậy chứ, nhưng mà cái nhánh là toàn bộ nó cũng không có chết đâu, còn sống không á. Tươi, đầy đủ. Dạ, rồi em cắt đó. Chú có thích chơi bonsai thì cắt lùng lại cũng được. Rễ cuồn cuộn. Bắp bắp hết hồn vậy. Xác xác không. Kẹo chứ. Phong chỉ cành kiểu dán chán như hai con thú ra nằm hết. Củ ghế này nó cũng bự bự. Mặt này nè, giống con thú à. Đúng rồi, mặt này giống hình thú à. Nhưng mà tiếc cái là nó có bị cái thẹo. Cây này không có thẹo, cây này cũng khá đẹp. Nó hơi bị cái thẹo. Cái thẹo nó nhìn cái mặt mới giống. À, phải máu máu cái cái thằng xíu nữa giống cho em xuống luôn. Tại vị trí này được 40 ha. Dạ, quanh 40. Sổ nôm được 25. Tổng chiều cao được 94. Củ rễ này được 132. Tổng củ rễ này. Dạ. Củ đặt luôn. Sạch luôn.
cây không có bị lũa bị mục gì đâu nha, cô chú cứ yên tâm. Chỉ có cái mặt cắt này mà xử lý lại là nó tới thịt tươi rồi. Để tóc lên củ to được ha. Rồi cây số 7 giá luôn. Cây số 7 em giao luôn là 6.600.000. 6.600.000, cây số 7. Gặp phép nổi phôi. Tiếp theo. Dạ. 8. Cây số 8 cũng tứ quý luôn ha. Cầm tải lên 3 thằng, thằng hay lắc lắc. Cành cũng đầy đủ. Nếu muốn thích lùng thì về cắt lại cũng được. Còn muốn chơi mà nó hơi lỡ cao về thì ít thẹo thì mình chơi về cũng được. Để này nó cũng khá là to ha. Con đói cũng hơi đều đều bột. Cái này nhìn cái nó cũng lực lực. Hay quấn quấn. Thằng nó hay lắc lắc. Được chia cành đầy đủ rồi. Tam thải 3 thân. Con ghẻ nó bắp bự dữ. Con túi này cũng hơi lớn lớn dài dài. Cây này nó có cái lỗ hồi xưa nó bị gì em cũng không biết nữa. Nó có lỗ nhưng mà em coi rồi nó không. Dạ cái nhánh này nè. Nó không có mục lỗ gì đâu ha. Em coi rồi. Nó chỉ mang cái thẹo vậy thôi. Nhà vườn chặt. Dạ. Nó ra. Dạ, cho đồng số. Đo vị trí này được 44. Rồi, hoàn đại trí này 44 cái chân eo luôn. Tổng chiều cao được 74. Đường kính bầu được 48. Cái này cái tới cái cành một đi ha là mình tính được 20 là tầm một gang đó là nó có hai thân hai bên đó. Cái đường kính bầu. Đường kính bầu này tổng thể là 142. Rồi. Rồi đấy 142. Rồi giá luôn. Dạ em giao luôn cây số 8 này là giá 5.700.000. Dạ 5.700.000. Số 8 phôi này tôi quý. Dạ phép đổi phôi luôn. Qua cây số 9. 9 này tư cũng tôi quý luôn ha. Cây này chân cành thì cũng đều. Gốc cũ nở nó hơi thú thú một tí. Chỉ cần quá đều luôn. Giót luôn. Con chú nào thích chơi cái phong cao nó đều tàn thông thì cái này cũng chơi được. Nó cũng đều. Để chỉ cần to to thôi. Cành đều tứ diện của chú này. Cái gì là quá đều. Thế nó nở bắp bắp nè. Để được nó nở cái gốc. Rễ thì không có được khá khá nên được cái đế. Chỉ dán dán như tại nó là hai kêu con thú nó ra nằm nằm nó hai bên. Giờ cái đuôi đuôi. Cái đuôi. Đây là thú ha. Dây cành bao phê luôn. Được rồi, mình cho thông số. Này cây cũng khá khá là dài thôi chứ. Cái này đo ở trên này đi ha. Hoành là được 36. Đem đo sệ xuống một chút. Đo sệ trên cô ghế. Đúng rồi. Hoành 36 thôi. Còn đo dưới này một chút thì được 42. Tại vì cái củ nó nở nó bự ha. Chứ không phải em tính vậy đâu. Mình đo tổng thể hai thước này cho cô chú coi cho nó rõ. Rồi. Cho chiều cao luôn.
tổng chiều cao là 1m38. Thoát thân tới cành mọc là được 24. Cỡ tầm gan thì có cái cành. Có cái ngực này đi. Tổng quanh bầu là 136. Tổng 136. Đây chiếc khá đẹp luôn. Đường kính bầu là 45. Là to to, điều gan. Hốt luôn. Rồi giá luôn nè. Dạ, giá cây số 9 là 4 triệu. Cái cành quá đẹp ha. 4 triệu. Cây số 9, mời thưa quý. Đây cái củ. Củ hơi to, nó úp nở ha. Dạ, phép đổi cây luôn. Thì cô chú xem nghĩ cái nào hay tiếp trên bình giúp kênh nha. Tiếp theo phôi. Dạ, phôi cuối cùng này là phôi bông giấy Mỹ ha. Cây này là em mua dưới đất về, chưa có qua chơi lần nào hết. Cây hiểu gió lùa không chơi cũng được, lùa bay luôn. Nhìn đẹp ha. Phong. Cây này cái da thịt nó hơi gùng gùng, nhìn nó cũng, nó không phải già mà cái thịt nó gùng gùng. Thì nó nu nu hay, dạ, cũng hay khá khá già già đó. Cỡ này là cỡ kiểu già già đó cô chú. Củ to, bắp bự, nó nôm nôm, nhìn kỹ là không có thể dứt theo chứ. Dạ. Có mấy cái mặt rễ này nó hơi bị treo á, với nó dẫn em cắt, nó có mấy cái thẹo nhỏ nhỏ. Dạ, có còn có cái mặt rễ đó hay. Rễ còn cây hay thì nó không có bị mục, bị lũa gì chứ, cây toàn là bình thường, không có bị lũa. Nó vô, chỉ có còn rễ thôi. Thì vô lùi trong bay vô lùi ha. Rồi chăm sóc ha. Phôi giấy Mỹ. Đó vị trí cổ này đi ha. Vị trí cổ này được 42. Quạch 42. Đó lửng lửng chỗ này đi. Cũ. Quành cũ chỗ này được 75. Cũ 75. Sát xuống dưới luôn cái đế nôm này thì được 85. Đó chiều cao của cũ sổ. Sổ nôm này được 25. Tổng chiều cao cái cành bay này thì được 88. Tổng chiều cao này là được 78. Quá trời bự rồi. Lực rất là lực ha. Trời bá luôn. Cái không có bị bọng bị lũa gì đâu ha, cô chú cứ yên tâm. Rồi giá luôn. Dạ, giá cây số 10 này là 3 triệu. Cây số 10 3 triệu. Giấy Mỹ ha. Phôi giấy Mỹ, vậy mình dép đủ là màu giấy ha. Phong này cũng vừa. Dạ rồi, hết số điện thoại luôn anh. Dạ, số điện thoại em là 039 49 48 460. Ha, rồi em chào hết luôn. Dạ, em chào em lên. Chào cô chú anh chị. Dạ rồi, chào mình luôn. Chào chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Thì cô chú anh chị nghĩ cái nào cũng hãy trực tiếp cho mình giúp kênh nha. Rồi, trân trọng kính chào quý cô chú anh chị các bạn mình đây.